STEM là viết tắt của các từ Science, khoa học, Technology, công nghệ, Engineering, kỹ thuật và Math, toán học. Giáo dục STEM về bản chất được hiểu là trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Các kiến thức và kỹ năng STEM phải được tích hợp và lồng ghép bổ trợ cho nhau. Ra vào giáo dục STEM thì sẽ giúp cho các em là lao động và sáng tạo trong lao động, sẽ giúp cho các em có tư duy của những cái nhà sản xuất để có được cái sản phẩm của mình ngày càng tốt hơn, hoặc là cái và cái việc đấy nó phải thực sự là góp phần vào phục vụ một cái mục tiêu nào đấy của cái cuộc sống xã hội xung quanh. Những học sinh theo học theo cách tiếp cận giáo dục STEM đều có những ưu thế nổi bật như kiến thức khoa học, kỹ thuật, công nghệ và toán học chắc chắn, khả năng sáng tạo, tư duy logic, hiệu suất học tập và làm việc cao, và có cơ hội phát triển các kỹ năng mềm toàn diện hơn, trong khi không hề gây cảm giác nặng nề, quá tải đối với học sinh. Bên cạnh những khóa học về STEM, thì cũng có những cuốn sách trang bị kỹ năng STEM cho học sinh ngay từ độ tuổi tiểu học, để các em có thể làm quen với khoa học từ những điều đơn giản và dễ hiểu nhất. Đây là những nền tảng kiến thức cơ bản để phụ huynh có thể tham gia vào việc giáo dục con cái bằng phương pháp STEM, cũng như học sinh có thể tự tiếp cận các kỹ năng STEM ngay từ cấp tiểu học. Tủ sách thư viện STEM này nó phục vụ cái mục tiêu tức là bổ trợ các kiến thức khoa học với cái hình ảnh thân thiện và dùng rất ít các cái ngôn ngữ và cách tiếp cận khoa học như là toán cao cấp hay các cái vấn đề mà nó phức tạp. Cái việc mà thể hiện khoa học một cách đơn giản như thế thì nó là cái kiến thức mà rất là cần cho những người mà tham gia học STEM để có, trước hết là có kiến thức khoa học, và cái kiến thức khoa học đấy nó lại là cái kiến thức khoa học gắn với đời sống. Đáng chú ý, với chủ đề chuyến du hành vào vũ trụ STEM của ngày hội STEM vừa diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, đông đảo phụ huynh và học sinh đã có dịp tiếp cận, trải nghiệm đến gần 90 tiết học với chủ điểm khoa học sự sống, khoa học vật liệu, công nghệ thông tin, công nghệ thực phẩm, chế tạo robotics, thực nghiệm máy tính, toán trí tuệ và toán tư duy. Học sinh thích thú vì có cơ hội thực nghiệm, tương tác và tự tìm hiểu, từ đó tăng khả năng sáng tạo, cải tiến trên nền tảng kiến thức khoa học